làm món gì? Chắc đào bắp gỏi, bắp gỏi đu đủ, đủ nhà mình chín rồi đó. Ăn cái này đi. Cuốn giống con nó sạch tay hơn. Thôi mà cuốn thử về kiểu vậy. Hồi đó hồi con mới biết á là cái gỏi đu đủ tâm thịt là đám cưới của Út giỏi á.